8 giờ sáng ngày 24 tháng 8, cửa hàng thực phẩm tại số 169 Cô Bắc, phường Cô Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh mở cửa đón các lượt khách đầu tiên. Điểm đặc biệt tại đây, khách hàng là các chiến sĩ quân đội, thành viên hội phụ nữ và các tổ hỗ trợ cộng đồng tại địa phương. Đây cũng là lực lượng tuyến đầu hỗ trợ việc mua hàng và cung cấp thực phẩm, hàng thiết yếu đến các hộ dân trong những ngày thành phố thực hiện các biện pháp tăng cường về phòng chống dịch bệnh, giãn cách xã hội. Cửa hàng tại quận 1 thuộc mô hình cửa hàng tự động thanh toán không tiếp xúc, vừa được Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với doanh nghiệp trên địa bàn triển khai thực hiện, nằm trong chương trình thực phẩm bình ổn lưu động, góp phần đưa thực phẩm sạch, hàng hóa thiết yếu đến với người dân. Điểm đặc biệt của cửa hàng này chính là người mua hàng sẽ di chuyển một chiều và chủ động thực hiện mua sắm theo các bảng hướng dẫn được bố trí sẵn, hoàn toàn không có sự tiếp xúc trực tiếp nào với người bán hàng. Sau khi đã mua đầy đủ hàng hóa theo đơn đăng ký, khách hàng sẽ tiến hành thanh toán với nhân viên thu ngân qua màn hình được kết nối trực tuyến. Điều này góp phần giúp các lực lượng tuyến đầu yên tâm trong việc hỗ trợ người dân mua lương thực, thực phẩm. Trước đó, để bảo đảm an toàn phòng chống dịch và tuân thủ quy tắc 5K, chính quyền địa phương đã phát phiếu đăng ký đi chợ hộ cho các hộ dân trên địa bàn. Sau đó, các đơn hàng này sẽ được chuyển cho cửa hàng soạn đơn hoặc lực lượng hỗ trợ trực tiếp đến các cửa hàng thực phẩm chọn mua, rồi phân phối đến các hộ dân theo đơn đã đăng ký. Anh Trương Trần Trọng Tâm, đại diện GrowFresh, đơn vị hiện đang phối hợp với Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chương trình thực phẩm bình ổn lưu động cho biết, đến thời điểm hiện tại, đơn vị đã triển khai 2 điểm bán thực phẩm theo hình thức cửa hàng tự động thanh toán không tiếp xúc tại địa chỉ số 169 Cô Bắc, phường Cô Giang, quận 1 và chung cư 79 Phạm Viết Chánh, quận Bình Thạnh, thời gian mở cửa từ 8 giờ đến 17 giờ mỗi ngày. Sau 2 ngày đi vào hoạt động, cửa hàng này đã cung cấp khoảng 600 phần thực phẩm đến các hộ dân thông qua hình thức đi chợ hộ. Dự kiến sẽ có thêm 3 cửa hàng với mô hình tương tự sẽ được đưa vào hoạt động trong thời gian tới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời gian đầu, mô hình này sẽ cung cấp khoảng 4 tấn hàng hóa mỗi ngày, đảm bảo cung ứng kịp thời nguồn lương thực, thực phẩm đến người dân. Người dân sẽ đặt qua tổ trưởng tổ dân phố hoặc là qua cái đường link của công ty cung ứng thì khi đơn vị cung ứng sẽ sắp xếp hết tất cả các đơn hàng thì bộ bên hội phụ nữ và đoàn thanh niên của phường sẽ tiếp nhận và phân ra theo các tuyến đường thì các anh bộ đội sẽ đưa những cái phần quà rau thực phẩm này đến cho các hộ dân. Người dân rất là vui mừng, cho dù có thể có những cái hộ người dân người ta cũng thấy là anh em đi trong trời mưa vậy cũng nhiều khi cũng thương.